trời quá trời rồi. Thank you.
trong đâm dao phải không? Cả nó đâm dao nó bẻ lại chạy lặn vô trong chạy ngược chiều. Chạy sao vậy đó? Ủa mà chạy đúng rồi sợ vậy. Nó còn chạy ở ngoài mà quốc lộ tên con ta chạy cái bậy không mà ngứa mà ngán là chống tâm ra. Thank you.